Ở đây nó có hai loại anh chị các bạn nha. Ở đây là con cọp thường và đây là con cọp nhũ. Con cọp nhũ và con cọp thường nó khác nhau ở điểm nào? Thì anh chị các bạn coi cái màu sắc, coi cái màu ha. Đem lấy một cọp thường. Cọp thường nha. Để phân biệt cho anh chị các bạn cái nhũ và thường ha. Thì những anh chị các bạn nào mà buôn bán lâu thì nói ra là nhũ với thường là biết rồi. Nhưng mà em làm video là thực tế để cho những anh chị các bạn nào mà mới vào buôn bán hoặc là chưa buôn bán thì cũng dễ phân biệt. Những tỉnh thành xa thì cũng phân biệt nó dễ, để mình dễ cập nhật, để mình có nhu cầu sản phẩm mà ở địa phương muốn bán thì lấy về bán thôi. Này, cái này là nhũ anh chị bạn ha. Nhũ là anh chị nhìn cái màu nó bóng bóng, cái kiểu nó giống như mạ vàng á, mạ vàng anh chị bạn. Còn đây là thường, là thường giống như là một cái bọc ni lông mình ha. Bọc ni lông. Cái màu sắc nó bình thường thôi. Thì cái kích thước của cái sản phẩm của hai loại này thì nó tương đương nhau anh chị bạn ha. Tương đương nhau. Có một cái là loại nhũ, cái loại thường thôi. Loại thường nó rẻ hơn loại nhũ anh chị bạn ha. Thì nó cái từ rẻ thì nó chung chung. Thì em có để cái đường link sản phẩm của hai cái này xuống ở dưới phần mô tả ha. Anh chị bấm vào cái đường link đó thì nó sẽ chỗ đến cái sản phẩm này, thì anh chị sẽ biết được cái giá của hai sản phẩm này ha. Thì bây giờ thì em sẽ bơm lên. Những anh chị các bạn nào bán lâu thì cứ truy cập vào website thì nhìn vào hình ảnh thì nó sẽ biết được cái kích thước của sản phẩm đó là biết rồi. Còn những anh chị các bạn nào mới muốn bán hoặc là ở thành xa thì em phải bơm lên. Bơm lên để đo kích thước luôn. Để cụ thể, không chỉnh sửa à, để cho anh chị các bạn thấy cụ thể ha, để mình có thể bán thì mình biết được thông tin là mình lấy về bán luôn à, không cần phải đến cửa hàng đồ chơi ha. Rồi bây giờ em bơm lên một con thôi, thì con nhũ nó cũng vậy ha, hình hài nó cũng vậy, thì như em so sánh với anh chị các bạn lúc đầu rồi đấy. Chỗ này là em đang bơm bằng ống bơm tay ha. Anh chị mà bơm nhanh thì bơm cốc đạp. Đây, cái này nó khi bơm lên chị các bạn ha. Cái lúc nãy em bấm đứng là em lấy cọng thun em buộc anh chị các bạn, để cho anh chị các bạn tiết kiệm được thời gian á. Không phải chỉnh đâu nha. Thì nó có gì đâu phải chỉnh, thì nó con bóng nó chỉ vậy thôi. Chứ mình đâu có phải Photoshop hay này kia đâu anh chị các bạn, đúng không? Rồi, còn loại nhũ thì cũng tương tự vậy nha. Anh chị các bạn cập nhật vào trên website của em ha, link ở dưới phần mô tả. Anh chị nhấn cái nút đăng ký và bấm cái chuông luôn nha, để có sản phẩm mới thì em sẽ đăng lên chị các bạn dễ cập nhật hơn ha. Để mình có thể thay đổi sản phẩm ở địa phương mình bán. Rồi, xin cảm ơn anh chị và các bạn đã xem video nha.